Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình phần ngoại truyện của bộ truyện Đứng giữa hai chiều gió, tác giả Việt Nga. Trước khi đến với phần ngoại truyện này, Khôi xin phép được giới thiệu lại một nhân vật. À không, hai nhân vật mới đúng. Thì đầu tiên là nhân vật Quỳnh. Quỳnh là người mà Đạt đã yêu Quỳnh và Phương Hân đã từng đánh ghen giữa Đạt với Quỳnh. Đây cũng là một trong những nhân vật tác động đến việc Đạt bị mất hai căn nhà. Và song song với Quỳnh, chúng ta còn có Mạnh, tức là người đàn ông mà đã cùng âm mưu với Quỳnh để chiếm đoạt hai căn nhà của Phương Hân. Và trong cái phần ngoại truyện này sẽ nhắc lại hai nhân vật này, cũng như là mẹ của Đạt. Và ngay bây giờ, Khôi xin phép được bắt đầu. Tại một căn nhà trên phố Đội Cấn, có hai kẻ mèo mỡ đang cuốn lấy nhau. Ả đàn bà nói với gã đàn ông: "Anh nên làm thế nào đi? Cứ để em phải lén lén lút lút, chán bỏ mẹ. Nhìn tướng tá ngon lành như này mà không làm được gì con điếm hết thời kia à? Không thấy thì thôi, hễ nôm thấy con mụ ấy là em chỉ muốn lao vào xé xác nó ra chấm muối." Gã kia cười khùng khục nói: "Em yên tâm, để nó đó. Lần này anh tống thật, trả luôn cả trâu lẫn ngé về nơi sản xuất. Mẹ kiếp, giang hồ chọc trời khuấy nước bốn phương mà phải đổ vỏ cho thằng khác thì nhục thật. Chứ còn gì nữa, nhìn thằng lỗi con ấy càng lớn càng giống thằng cha nó nhỉ. Mà cũng lâu lắm rồi em chẳng thấy gã bỏ mẹ đó đâu. Có lý nào nó chết mất xác rồi không anh?" "Có khi nó ngẫm cụ tỏi từ tám đời hoánh rồi cũng nên. Theo anh biết thì khi đã rơi vào tay bọn quỷ đó thì kiểu gì cũng không thoát được đâu. Cái kết của những con nợ là thế mà. Biết đâu giờ nó đang cà lê thất thểu bên kia biên giới không chừng." "Nhỏ nhí, cho mà chết. Nhớ đấy nhé, anh phải nghe em, tống cổ con mặt dày ấy ra đường, cưới em về, em đẻ cho thằng cu." "Liệu có bắt anh đổ vỏ như con Quỳnh không đấy? Dám lắm à nghen." "Em yêu anh còn không hết, ai dám cắm sừng. Anh đừng có nói bậy nghen." "Anh nói trước nhé, em mà lén phén với thằng nào là anh chôn sống đấy." Nói xong, cả hai lại dụ lấy nhau ân ân ái ái. Khi hai người đang say sưa mặn nồng, thì Quỳnh từ đâu về? Cô dừng ngay xe máy ở sân rồi đi vào trong nhà. Bụng tự hỏi: "Quái lạ, không biết Mạnh đi đâu mà cửa mở toang hoang ra thế này." Nhưng cô chợt khựng lại khi thấy một đôi giày gót nhọn để trước cửa. Máu đã bắt đầu sôi sùng sục. Nhất định là Mạnh đã đưa con nào về hú hí trong lúc cô đi vắng rồi. Quỳnh rón rén cầm lấy cái chổi, nhẹ nhẹ đi vào. Lên trên tầng 2 thì hàng loạt âm thanh ám muội phát ra, khiến gương mặt cô đỏ lừ vì giận. "Gớm, làm gì mà khỏe thế? Buông người ta ra nào. Nhìn em đẹp thế này cơ mà. Còn cái con hết đát kia, chăng cũng như sơ mướp rồi nhỉ?" "Lại chẳng sơ, đom đóm làm sao mà sánh được với trăng rằm. Con đó xách dép cho em không xong." Rồi gã lại lau ập vào người cô ả kia. Một lúc sau không nhịn được nữa, Quỳnh lao vào phòng như một cơn lốc. Bàn tay đang cầm chổi, cứ thế quật liên tiếp vào người hai kẻ trần trụi kia, miệng không ngừng rủa xả: "Đồ khốn nạn, thì ra anh đã lừa dối tôi. Dám đưa con điếm này về đây gian díu à? Dậy ngay cho tôi. Còn con điếm kia, ai cho mày nằm trên giường của tao hả? Thân thể nhơ nhớp bẩn thỉu như mày mà cũng đòi leo lên đó à? Còn khốn." Cứ tưởng Mạnh thấy vợ phát hiện ra việc làm đồi bại của mình thì sợ hãi lắm, ít ra cũng phải xoa dịu để lấy lòng vợ. Nhưng không, gã vênh vênh cái mặt đểu giả lên rồi nhổ thẳng một bãi nước bọt xuống đất, nhếch mép đánh bài ngửa: "À, cô về đây rồi, như vậy cũng tốt, đỡ phải rào trước đón sau. Tiện đây tôi cũng tuyên bố luôn là tôi yêu cô ấy đấy. Cô mới là kẻ cố đấm ăn xôi. Bao lâu nay cô tưởng tôi mù à? Bác Mạnh này đổ vỏ cho thằng khác đâu có dễ." Anh nói gì?" Gã liền chìa cánh tay ra, kéo ả người tình hiện đang không một mảnh vải vào ngực mình, nói: "Giới thiệu với cô, đây là Loan, người tình của tôi.
Người mà tới đây sẽ thay cô làm chủ cái nhà này. Còn mẹ con cô muốn dọn đi đâu thì đi, càng sớm càng tốt. Nói thật, tôi cũng chán ghét cái bản mặt của cô lắm rồi. Hạng gái lang loạn như cô, làm đích gì có khái niệm chung thủy với gia đình ở đây. Tốt nhất là lặn nhanh cho nước nó trong. Đừng có hy vọng đòi quyền lợi gì nhé cô em. Mấy năm qua, anh đã cưu mang mẹ con mày và mắt nhắm mắt mở đối xử hơi bị tốt với sản phẩm của thằng khác. Như vậy đã là tử tế lắm rồi đấy. Giờ thì xéo đi, cho anh đỡ ngứa mắt. Đang sướng thì bị phá bỉnh, mất cả hứng. Quỳnh cũng không phải vừa, cô ta gào lên. Thằng khốn nạn! Hôm nay tao sẽ sống chết với mày. Mày tưởng cướp không công sức của bà à? Định nuốt trọn căn nhà này một mình ư? Không dễ thế đâu. Cẩn thận kẻo hóc đấy con ạ. Bà cũng chẳng thiết tha gì mày nữa. Giờ bà muốn nhắm mắt cho qua, chỉ còn một cách là mày hãy bàn giao căn nhà này lại cho bà rồi phán. Gã Mạnh lại vỗ hai tay vào nhau rồi bật lên một tràng cười khả ố. Gã cũng lật bài ngửa. Còn khuya nhé cưng, mày tưởng bố ngu thế à? Trước cũng toàn là tiền của bố bỏ ra, mày có cái cốc khô gì ngoài cái lá đa khoe ra cho hết thằng này thằng kia sợ mó hả? Bố nói trước, đứa nào mà đụng đến căn nhà này của bố thì bố sẽ quyết khô máu với nó. Mày không tin cứ thử mà xem. Đấy là chưa kể bố đây không thèm tính công nuôi nấng chăm sóc thằng con trai mấy năm trời đâu đấy. Khôn hồn thì biến cho bố làm ăn mau. Quỳnh tức muốn ói máu, nhưng không thể làm gì được. Đã vậy con đàn bà đốn mặt kia còn bắn ánh mắt dẻo cợt như trêu ngươi vào mặt ả. Giờ được Mạnh chống lưng nên nó được thể bắt đầu ra mồm. Chị già nghe thấy hết rồi chứ? Chỗ này không phải dành cho chị, vậy nên biết điều thì rút lui có trật tự đi. Con kia, mày làm gì có tư cách ở đây mà lên mặt dạy đời hả? Có tin tao xé xác mày ra không? Đến nước này thì xòe hẳn tay ra mà nói chuyện với nhau. Con kia cũng chẳng e ngại gì, hất tay ở ngực ra sổ toẹt. Tôi thách chị dám động vào một cọng tóc của tôi đấy. Cái đồ rẻ rách hết đát mà tưởng mình nguy hiểm. Nhìn lại cái thân thể nhầu nhĩ của mụ mà xem. Quỳnh không thể chịu nổi một con đàn bà thối tha dám ngang nhiên vào tận nhà ngủ với chồng mình, giờ lại còn xỉa xối, sỉ nhục mình như thế. Máu nóng nổi lên, cô nàng tru tréo. Một tay cầm cây chổi lao lên giường, quyết ăn thua đủ với tình địch. Mẹ cha nhà mày, hôm nay có chết, bà cũng phải kéo theo mày. Mày dám cướp chồng bà, lại còn định cướp luôn cả căn nhà này hả? Mày ngon! Rồi cứ thế, Quỳnh hùng hổ lao vào, dùng cán chổi dục tới tấp vào người con Loan. Con này cũng không phải dạng chỉ biết mỗi việc nằm ngửa. Bị vợ hờ của người tình đập cho mấy cái làng hết cả người thì cũng tức khí đứng bật dậy, tóm ngay lấy tóc của Quỳnh dúi đầu xuống, hai chân giơ lên đạp một phát thật mạnh vào bụng Quỳnh. Bị đối phương ra tay mạnh, Quỳnh liền bật ngửa ngã ngồi ra đất. Con Loan thắng thế nhảy ào xuống, người ngợm vẫn đang trần như nhộng ngồi lên người Quỳnh, rồi đưa đôi tay với những móng vuốt sắc nhọn cào cấu lên khắp mặt cô ả. Trên giường, thằng Mạnh bây giờ mới giơ lấy cái quần sọc mặc vào và ngồi xem hai con quỷ cái đánh nhau. Quần nhau một hồi, cả hai cũng tơi tả. Nói chung bên tám lạng, bên nửa cân, không bên nào chịu nhường bên nào. Vì một bên là mướp đắng, một đằng là mạt cưa. Nhưng xem ra, Quỳnh vẫn là kẻ thiệt thòi và nhục nhã hơn cả. Không biết hai con đàn bà còn đánh nhau đến lúc nào. Cảm thấy màn này cũng đủ mãn nhãn rồi. Mạnh quát lớn lên một tiếng. Đủ rồi đấy, buông nhau ra đi. Con Quỳnh, tao nói một câu nữa mà mày không buông cô ấy ra thì đừng trách tao ác. Và lời nói của gã dường như có hiệu lực. Cả hai hậm hực buông nhau ra. Hai cặp mắt vẫn bắn vào nhau những tia lửa hận tình thù. Song Quỳnh biết nếu mình vẫn cố tình thì bản thân cô ta mới chính là người phải chịu thiệt thòi. Nghĩ đến đứa con, ả lại ghìm nỗi đau xuống nín nhịn. Vậy là hết một đời bán phấn buôn hương, lấy lỗ làm lãi, cuối cùng chỉ nhận được con số không to đùng tròn trĩnh. Lẽ nào đây là quả báo của ả? Quỳnh bậm môi lại, nhổ ra một câu trước khi rời đi. Thằng chó, không ngờ mày cũng là kẻ dắt chanh bỏ giỏ, con mới nói cũ. Mày lợi dụng bà chán rồi định dứt bỏ bà phải không? Bà tiếc là bản thân lực bất tòng tâm, sức người có hạn, nên bà đành phải ngậm đắng nuốt cay thí cho mày. Nhưng đời còn dài lắm, ông trời bà đất cũng không thể cho mày sống yên đâu. Bà nhắc mày nhớ, cái đồ ăn cướp của người khác
sớm muộn thì của thiên cũng phải trả đĩa thôi. Bà sẽ chóng mắt lên để xem ngày tàn của mày. Thằng điếm được, đồ cướp ngay. Bà ân hận vì nhìn ra bộ mặt của mày quá muộn. Bà nguyền rủa cho mày sống không bằng chết. Cả đời này, mày sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Mạnh cười gằn. Chửi chán rồi phải không? Giờ thì cút được chưa? Con Loan cũng giơ lấy cái váy khoác vào người, rồi nhổ ngay bãi nước bọt xuống trước mặt Quỳnh, châm biếm. Vẫn còn luyến tiếc gì mà chưa đi. Đừng để bọn này phải lót lá dắt đi. Đồ phế thải, cút đi. Chả là từ cái dạo bị vợ Đạt bắt tại trận, và Quỳnh với Đạt cũng giở mặt với nhau hôm ấy luôn. Sau đó, Đạt lại bị bọn Tế Cấu bắt đi bán cho bọn buôn người tới giờ, thì Quỳnh công khai sáp lại với Mạnh. Nhưng không may cho cô là, sau những lần ân ái với cả Đạt và Mạnh, thì cô ta đã mang thai. Nghĩ mình cũng nên có một đứa con, vì Mạnh cũng đã 35 tuổi rồi. Mình cũng đã là hàng hết đát. Thế là Quỳnh bàn với Mạnh sinh con ra. Song đúng là người tính không bằng trời tính. Đứa trẻ càng lớn lên lại càng thấy giống Đạt như hai giọt nước, chứ chẳng mảy may nào giống Mạnh cả. Người ta nói cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, quả không sai. Chính Quỳnh cũng chẳng bao giờ nghĩ Đạt sẽ để lại hậu quả cho mình. Cô nàng bấy giờ mới tá hỏa. Mạnh cũng không phải là thánh nhân để có thể đủ vị tha nuôi con thằng khác. Vậy là những cuộc khẩu chiến thượng cẳng chân hạ cẳng tay cũng thường xuyên xảy ra. Thêm nữa, thằng cu bốt 3 tuổi rồi mà Quỳnh cũng không thấy có bầu thêm một lần nào nữa, cho dù cô không hề dùng bất kỳ biện pháp ngừa thai nào. Tự dưng thằng bé con lại trở thành cái gai trong mắt Mạnh. Bình thường thì không sao, nhưng hễ có tí rượu vào là gã lại kiếm chuyện chửi Quỳnh và bợp tay thằng nhỏ. Đàn ông nói không chịu nhục được cũng đúng, huống chi ngày nào cái sản phẩm sao y bản chính của tình địch cũng đập vào mắt. Thử hỏi bố thằng nào không điên. Và suy cho cùng, Quỳnh dẫu có mưu mô xảo quyệt hay chanh chua đến đâu thì cũng chỉ là phận đàn bà đái chưa qua ngọn cỏ. Làm sao mà qua mặt được một thằng lỗi đời ăn cơm xã hội nhiều hơn cơm nhà của Mạnh. Gã khôn chán khi tự mình đứng tên hai căn nhà mà ngày xưa đã dùng mánh khóe mua rẻ, nhưng thực chất là gần như cướp không của Đạt. Ngày ấy, Quỳnh là một quân cờ hữu dụng trên tay Mạnh. Nhờ có ả giăng kế mỹ nhân ra thì Đạt mới bị ngã vào trồng và Mạnh mới dễ dàng lừa được hắn. Chứ không thì... Ấy vậy mà giờ, gã lại dám hất cẳng Quỳnh ra để đưa một con điếm khác về nhà chỉ với lý do là cô đã cắm sừng gã. Quả là một cái tát chí mạng đối với Quỳnh, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định. Vấn đề ở chỗ, Quỳnh chẳng có gì để chứng tỏ hai ngôi nhà ấy một nửa là công sức của cô. Vậy là nghiễm nhiên mẹ con cô bị tống ra đường, âu cũng là cái giá phải trả cho những năm tháng lừa lọc người khác của ả. Chung quy lại thì Quỳnh cũng có hơn gì Mạnh đâu. Một thân nhốn bùn, có sạch sẽ gì cho cam. Chỉ mấy ngày sau, dân phố xung quanh lại thấy Quỳnh xếp gọn đồ đạc trên hai cái vali rồi chất lên xe máy chở con đi. Họ biết đó chính là kết cục của cái thứ già nhân ngãi non vợ chồng ấy. Cũng chẳng ai dám hỏi han, vì ở đây ai còn lạ gì Mạnh nữa. Tốt nhất là chẳng nên động vào cái thằng giang hồ đó làm gì, vớ vẩn nó lại chửi cho nhục mặt. Chỉ khổ cho thằng bé con mới 3 tuổi đầu đã phải hứng chịu hậu quả của bố mẹ gây ra. Chở con đi trong vô định, Quỳnh chợt nhớ tới cái địa chỉ có lần Đạt cho mình. Đúng rồi, giờ cô chỉ còn có cách ấy thôi. Bản thân nhơ nhớp này còn mặt mũi nào mà mò về quê nữa. Một đứa con gái hư hỏng đã bị bố mẹ từ mặt ngay từ lúc biết tin cô lên Hà Nội làm ca ve. Cái nghề mạt hạn mà cả xã hội lên án ấy thì ai mà chịu cho nổi tiếng tăm bố rìu dư luận đây. Làng quê dùng chim chủng ấy vẫn còn nặng nề lắm. Và Quỳnh đành mang tội bất hiếu với bố mẹ và bỏ đi một mạch từ đó đến nay. Ấy vậy mà đã 15 năm rồi. Gói ghém đồ đạc lại rồi khóa cửa căn phòng trọ nhỏ bé, Quỳnh theo địa chỉ bắt xe đi Hòa Bình. Hy vọng với cái cứu cánh duy nhất này, cô sẽ không bị bỏ rơi.
nhìn thằng con trai đang ngủ thiêm thiếp trên tay mình mà cô rớt nước mắt. Từ khi sinh ra, nó đã chẳng biết bố là ai. Với ông bố hờ là Mạnh thì suốt ngày chỉ có mắng và chửi, thành ra thằng bé rất sợ đàn ông. Bớt giác, Quỳnh lại nhớ tới Đạt. Không biết giờ này Đạt có còn ở quê không? Nghe đâu anh ta chỉ còn đúng bà mẹ già, mong là mẹ con cô sẽ được đón nhận. Bà Thuận đang mò mẫm nhặt củi ngoài giường thì cô then hàng xóm chạy dục sang, mồm miệng tranh nhau nói: "Bà Thuận ơi, dừng tay lại, cháu bảo cái này đã. Bà có tin vui nhé. Thôi, thế là từ nay không lo cô quạnh nữa rồi." Bà Thuận nghe câu được câu chăng, liền ngẩng lên hỏi lại: "Cô nói cái gì? Tôi nghe không rõ." "Bà vào đây, cháu nói cho bà nghe này. Cháu vừa từ chợ về đây, gặp cô con dâu của bà nhé. Không những vậy, cô ấy còn mang về cho bà một thằng cháu đích tôn to đùng, giống y ông con của bà kìa. Giờ chắc hai mẹ con cũng sắp về tới nơi rồi đấy. Lần này thì đại cát rồi, bà phải mở tiệc ăn mừng thôi. Hết lo không còn người hương khói nhé." Bà Thuận vẫn chưa nghe thủng tai, cứ nửa tin nửa ngờ, bán tính bán nghi. Bà nghĩ: "Lẽ nào là con Hân? Hay nó đã..." Chẳng cần biết thực hư thế nào, chỉ cần nghe cô then mách chuyện như vậy, lòng bà cũng thấy lâng lâng một cảm giác lạ rồi. Bà lập cập đi vào, đến chỗ giạt nước, bà khu dội đôi chân rồi chạy ra cổng. Lúc này, ba bốn người từ xa tiến lại, mồm miệng oang oang gọi tên bà: "Bà Thuận ơi, bà có nhà không? Ra mà đón cháu này, quý hóa quá, chúc mừng bà nhé." Bà Thuận ngước mắt lên, thấy lẫn trong ba bốn khuôn mặt quen thuộc là một người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi, tay dắt theo thằng bé chừng 3-4 tuổi bước vào. Tự nhiên tim bà đập loạn, mắt bà nhòa đi khi nhìn thấy thằng nhóc. Bà phải dụi tay mấy lần vì không tin vào mắt mình. Chẳng phải thằng Đạt hồi bé của bà đây sao? Đúng rồi, là nó đây mà. Còn cô gái kia là ai? Không phải con Hân mà là một người lạ hoắc. Quỳnh bước vào, ôm lấy cô bốp bế lên rồi đi đến bên bà, cúi xuống chào nhỏ: Con chào bà." "Chào chị. Chị là..." "À, mà có gì vào nhà nói, vào đây." Nói rồi, bà kéo tay người phụ nữ lạ vào nhà. Mấy bà hàng xóm cũng nói vài ba câu xã giao rồi xin phép ra về. Chỉ còn lại bà và Quỳnh. Lúc này cô mới từ tốn nói: "Dạ, không biết anh Đạt có nói gì với bà về con không? Hôm nay con mới lên đây để thưa chuyện với bà được à?" Chị là thế nào với thằng Đạt? Còn thằng bé này, nó là..." "Dạ, chuyện dài lắm bà ạ. Con và anh Đạt đã có thời ăn ở với nhau, và đứa bé này chính là con của anh ấy." "Thảo nào, có vậy nên con Hân mới bỏ đi. Mà giờ con trai bà cũng không còn nữa, có trách thì cũng chẳng để làm gì. Thôi thì đành vậy." Thế là câu chuyện được Quỳnh khéo léo kể ra. Cô ả cũng khôn khi không đề cập gì đến chuyện mình đã từng hát hủi và bỏ Đạt để đi theo người tình. Ả nghĩ cứ nói với bà như vậy đã, rồi gặp Đạt, ả sẽ tìm cách tỉ tê sau. Song đúng là cái điều ả đang rất kỳ vọng ấy đã sớm tắt ngấm khi nghe bà Thuận kể. Nhìn đôi mắt người mẹ già ẩn ẩn nước, ả lại thấy đau lòng. Càng nghe bà nói, ả càng thấy cám cảnh cho cái thân phận kém may mắn của mình. Cuối cùng, bà Thuận chốt lại một câu: "Thôi thì chị cũng đã cất công tìm lên tận đây, cũng để cho bà cháu tôi nhận nhau. Thằng Đạt nó gián số, không được nhìn thấy giọt máu của mình. Tôi chỉ có một thỉnh cầu, không biết chị có ưng không?" Nói xong, bà nhìn thẳng vào mắt Quỳnh như ướm hỏi. Quỳnh đoán bà muốn bắt cháu, liền nghĩ nhanh trong đầu: "Cứ ở đây chơi vài hôm, xem tình hình thế nào đã. Nếu làm ăn thuận lợi thì chi bằng đất lành chim đậu. Chẳng phải mình đang không có chỗ nào để đi sao? Mình không tin với hai bàn tay này lại phải chịu chết đói cả. Thôi thì cứ tin vào số phận và ông trời sắp đặt,
coi như là một chữ duyên vậy. Cô ả liền dè dạt hỏi. Dạ bà cứ nói đi à, con đang nghe đây. Tôi hỏi câu này, nếu không phải chị bỏ qua nhé. Tôi thấy chị vẫn còn trẻ, có thể chị sẽ xây dựng gia đình với một người nào đó. Hay là chị để lại thằng bé này cho tôi nuôi được không? Như vậy cũng đỡ vướng bận cho chị. Mà tôi thì cũng có đứa cháu để vui cửa vui nhà. Chị đừng ngại, khi nào nhớ nó, chị có thể lên đây thăm con. Tôi nói vậy, chị thấy có được không? Xin hãy thương bà già này. Quỳnh liền nói. Cô lên đây chưa kịp vui vì thằng bé được bà nội thừa nhận, cũng mong cháu nó được nhận cha. Thế mà số nó chẳng may vì anh Đạt đã mất rồi. Nếu con để nó một mình ở đây, thì cũng không cam lòng, cũng chẳng yên tâm mà rời xa con được. Bà cũng già rồi, lúc khỏe thì không sao, chẳng may ốm đau thì biết làm thế nào. Cháu nó còn bé quá. Nước mắt bà Thuận lại rưng rưng, thằng bé con có vẻ quấn bà. Từ nãy khi bà chìa tay ra, nó đã xà vào người bà rồi. Có lẽ thần giao cách cảm, máu mủ ruột rà, có sự tương thông chăng? Tia hy vọng vừa nhóm lên trong lòng bà, giờ không lẽ là dục tác? Bà hướng ánh mắt khẩn khoản lên nhìn Quỳnh, rồi nắm lấy tay của cô. Thế ý chị làm sao? Nói cho tôi biết đi. Quỳnh dè dạt nói. Dạ, con cũng chẳng e ngại gì đâu, vì trước đây con cũng từ quê mà ra. Cứ tưởng về đây gặp được anh Đạt thì dựa vào nhau mà sống cũng được. Vậy nhưng anh ấy đã bỏ mẹ con đi rồi thì đành chịu vậy. Con rất muốn ở đây, song chẳng biết làm gì để sống, chỉ sợ lại làm khổ bà thôi. Được lời như cởi tấm lòng, bà Thuần vui hẳn lên. Vậy thì được rồi, chỉ cần chị chịu ở lại thì không lo chết đói được. Mà chị có biết làm may không? Cách đây gần chục cây số có một công ty may đấy. Còn gần đây á cũng có một xưởng sản xuất may tre đan. Nếu tháo dán một tí thì ra chợ buôn bán. Tôi thấy vợ kiếm việc cũng dễ mà. Thằng cu này á thì để bà cho đi mẫu giáo nhỉ? Tin bà Thuần giớ được cô con dâu lại còn được cả trâu lẫn ngé, chẳng mấy mà lan khắp vùng. Chả là ngày hôm sau, người ta thấy bà dẫn con dâu ra nghĩa địa của làng giếng mộ con trai bà. Được cái Quỳnh cũng là người tháo vát và mau miệng. Ở chơi với bà Thuần mấy ngày thì cô xin phép về Hà Nội dọn đồ rồi sẽ lên ở hẳn trên đây. Bà Thuần vui lắm vì khi đi Quỳnh đã để lại thằng cu bóp cho bà. Khi tiễn cô ra cổng bắt xe ôm ra bến xe, bà đã trộm nghĩ. Thôi, nếu nó không sống được ở nơi này mà đi luôn á thì cũng được. Mình có thằng cháu này rồi, coi như trời cũng thương mà không lấy hết của ai cái gì. Nhưng đúng là Quỳnh đã không lừa bà. Cô ta về Hà Nội thu dọn đồ đạc một hôm, hôm sau đã lên Hòa Bình rồi. Từ ngoài cổng đã nghe tiếng tiếu tích của hai bà cháu mà lòng cô trào lên một cảm giác xúc động. Sống mỗi Quỳnh cay cay, thì ra hạnh phúc là đây chứ đâu nữa. Cần gì nhà lầu xe hơi, cần gì giàu sang phú quý, chỉ cần mình cảm thấy vui và thanh thản là được rồi. Một điều nữa khiến Quỳnh không biết nên vui hay buồn là khi cô bước chân về Hà Nội thì nghe tin Mạnh đã bị công an bắt vì tội làm chủ một đường dây cờ bạc bịp trên mạng. Hai ngôi nhà đó cũng bị niêm phong để điều tra. Cô bất giác rùng mình, nghĩ đến câu của thiên thì trả địa, thật không sai chút nào. Ngẫm ra, mình vẫn còn may mắn chán. Tuy ở đây không phải phố xá đông vui, không phải nơi phồn hoa đô hội, nhưng cuộc sống yên bình thanh thản. Nhìn khuôn mặt phúc hậu của bà Thuần, lòng cô lại lâng lâng một niềm xúc động khôn tả. Cô nguyện sẽ tu tâm dưỡng tính để phụng dưỡng bà suốt đời. Quỳnh lẩm bẩm trong miệng những câu như muốn nói với Đạt ở nơi suối vàng. Đạt ơi, anh hãy yên nghỉ nhé. Em sẽ thay anh chăm sóc cho mẹ những ngày còn lại thật chu đáo. Em đã có lỗi với anh rất nhiều, coi như đây là lời hứa của em. Ở nơi xa ấy, anh hãy phù hộ cho em và con được khỏe mạnh nghen. Em ân hận lắm. Giá như ngày xưa em không xen vào cuộc đời anh thì chưa chắc anh đã vắng số thế này. Em xin lỗi. Đang trầm trong suy tưởng thì tiếng thằng cu bốt vang lên. Mẹ ơi, mẹ về rồi,
Bà bảo con phải ngoan để cho mẹ đi làm. Ngày mai bà sẽ cho con đi mẫu giáo với các bạn. Quỳnh lao đến ôm lấy cô nghẹn ngào. Nước mắt cô rưng rưng, nhưng trên môi lại nở ra một nụ cười hạnh phúc. Cô nắm lấy tay bà Thuần, nói: Con cảm ơn mẹ. Từ nay con xin được làm con dâu của mẹ. Mẹ đừng đuổi con đi nha mẹ. Đôi mắt mẹ già cũng ẩn ợt nước. Bà không nói gì, chỉ cầm lấy tay Quỳnh siết chặt. Bóng của ba người già trẻ lớn bé dắt tay nhau tiến vào bên trong. Ngôi nhà nhỏ lại đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc.